Ủa cái đầu cá kìa. Ủa cái dép giòn đó hả? Cái đầu cũng được 2 thứ anh. Bao nhiêu ký vậy? Đi trễ ra cái hết rồi hả? Bạn khu rồi trễ luôn. Thắt cái bịch đó luôn đi. Hai bán chậm. Cái này cái kia chậm là 300. Thắt lát không đi hả? Thắt lát chậm luôn đi về luôn. Lấy chậm. Nửa ký. Cái đầm này đúng xương rồi cho vào cái tổ kia nhà. Nửa ký rồi. Rồi lại muối cái chanh. Lấy nửa ký chanh đi. Muối cũng được mà chanh cũng được. Rồi khi thả cái thả cây á, chị vào ra. Thì nó mới được. Chứ còn nếu mà nước mắm thôi thì nó hầm nồi thôi. Vậy cũng nó teo lại. Còn nhiều đó chị. Thì cứ ăn thử em nhậu em ăn hoài mà. Giống cá ba sa hả? Bỏ thử hết, cứ ăn thử đi. Rồi 360. Ba con cua. Không muốn đó hả? Đó mà. Nó lan nhà chồng luôn à? Dạ. Rồi con ăn vô dẹp đường, không tụ tập. Thêm được cái gì? Cái này quay lên đâu? Quay mua rau. Quay lên đâu? Quay lên luôn đây. Lên mạng đúng không? À. Cái này vào về không ăn ra được. Ăn gian cũng đâu đâu. Cái hai trái nè, ba trái luôn rồi. Lấy em 2000 giá. Đi chợ quê luôn. Thì là đây hả? Rồi thì là cái gì nữa? Điểm, hả? Điểm. Có. Hôm nào không xài lấy cho. Dạ. Đi ghé vào nón tối đi chợ. Ồ, hơi mười không sáng hả? Chị lấy em. Cái thầu á, đồ hàng về cuối tuần. Rồi, đi chợ xong rồi, đi dạo chợ, vòng chợ vắng hoe luôn. Gần quẹo qua đường Phan Xích Long. Khu này khu quận Phú Nhuận. À, Phú Nhuận buổi sáng, ngày 3 tháng 6.
tinh thần con nghĩa nổi rồi quậy trái đó, quậy trái này nó không chờ dầm hậu. Chín giờ 40 phút sáng vẫn còn rất nhiều hàng quán mang bán đồ mang về á. Đi chợ là đây là thông thoáng nhất. Ông chưa vô siêu thị làm cái gì? Ông chưa vô cái mini shop là cái gì nó đông đúc. Wow, bia, chữ bia kìa sắc phẩm nè. Đó. Thịt kìa. Đó. Bên phải bia bên trái thịt. À. Thấy không? Vô khu này là đầy đủ. Không cần phải tích chữ. À, tích chữ là nhiều vô cái ăn đồ thiêu đồ thối vậy. Hàng mang về. Siêu thị mini tạp hóa chợ chồng hở phục vụ 24/54 bán đồ mang về khẽ ru bước ra đường là có đồ ăn đem về an tâm mua đồ về chống dệt rồi về đường cho Văn Khải đây. Đường này là có hai hàng cây dầu cổ thụ lâu năm đẹp nhất Sài Gòn luôn. Đường nó đi ngắn thoải mái. Độ sống là sống chậm lại. Phúc Long. Rồi, Đinh Năm chưa? Đi tới ngã tư trên là ngã tư Đinh Tiên Hoàng với Trần Văn Khải. Rồi xong. Kết thúc buổi sáng ngày 3 tháng 6 10 giờ sáng. Đường phố Sài Gòn. Rồi, cá chép giòn. Có giòn không? Dạ. Hấp dẫn. Cứng vậy? Rồi. Cá chép giòn. Cá chép giòn. Lấy giúp. Rồi để cho ăn xong. Người lớn ăn trước. Rồi, con cứ ăn đi. Rồi. Kẹp hoa tươi, nước miếng nước mắm vô đi, ớt luôn. Giờ mới ăn sáng á, dịch cho nên ăn chậm thôi, không ăn nhanh. Cứng hả? Mấy cục sáng rồi. Rồi cá chép giòn đây, thử coi nó giòn không nha. Cứng nhắc luôn, cứng nhắc quá. Mấy giòn. Này là đúng cá chép giòn đó, mặn mặn ra. Rồi ăn kiểu nào mình? Nó giòn giòn. Khoái. Cứng ngắt em ơi. Giòn cái mỗi mặt trứng nè. Còn cắt không ra luôn hả? Cắt thịt được, nhưng mà kiểu như mình cắt ngang cái xương á. Có nghĩa là lấy đũa sắn không được đúng không? Ừ, lấy đũa cắt cũng được luôn. Nhặt cái này. Trầm rụng đó. Nó này chung mấy bên. Rồi. Không. Để là nó chín chưa ta? Chín rồi. Dạ rồi, lắm thử đi. Ông đỡ là chín được rồi. Thử miếng nước lèo nữa coi nè. Mẹ múc món này còn ngon hết. Không. Hôm trước ở dưới tên nó thêm có một miếng nữa. Ăn này ông có cảm giác giòn, vừa ăn thì mới. Còn xuống rất được. Bữa nay nấu để mấy ăn mình này mà ta.